Dạ. À, con chào cô. Chào anh. Đây là con trai cô hả cô? À, chào chú. Nhà là bành hết vậy hả cô? Dạ. À, con ngồi đi, con ngồi đi, con hỏi thăm cái. Dạ. À, rồi bây giờ gia đình mình làm cái gì mà có tiền sinh hoạt cô? Giờ cũng không có làm gì được chú ơi. Cũng như là giờ nếu mà có được rảnh á, ổng khỏe thì đi phụ giúp gia đình quét dọn á. Dạ. Ta với lau nhà cho ta. Dạ. Còn ổng không khỏe thì ở nhà phải chăm vậy. Chăm ổng vậy đó thì hả? Chăm ổng vậy, ổng bị tai biến á. Dạ. Rồi giờ này mười mấy năm rồi, không có làm gì được có đó luôn. Bị tai biến vậy bao nhiêu năm rồi mười con? Mấy năm rồi. Mười mấy năm mà nằm. Dạ. Một chỗ vậy đó nằm hả? Nằm chỗ vậy không? Dạ, có đi lại được không? Không, không đi lại được. Ừ. Ăn uống thì sao cô? Ăn uống thì có khi ăn được, có khi không. Dạ. Dạ. Ừ. Giờ bác sĩ nói ổng người sống lại bữa không. Dạ. Có thằng con nuôi mà giờ thằng con đi làm có bị tai nạn luôn. À anh này á hả? Đó. Anh này bị tai nạn hả? Ờ bị tai nạn. Sao con thấy nằm chứ đâu có thấy tai nạn gì đâu. Đó. Không đi được. À, giờ cái cây gậy đó thì chống theo cái cây vậy đó rồi theo cái nó đi cái cây nó mòn luôn. Dạ. Cái cây giỏng. Ảnh bao nhiêu tuổi rồi cô? 32 tuổi rồi. Cháu em hỏi anh tên gì anh? Tên Tí. Tên Tí hả? Tên gì Tí? À, Trần Văn Tý. Trần Văn Tý, 32 tuổi cô hả? Dạ. Mà giờ không đi làm gì được? Dạ. Nằm chỗ vậy đó hả? Hay là đi lại được? Không, không đi được. Chứ giờ khi á dịnh lên đó thì nhìn nó trắng trắng vậy đi, nó dài bước vậy. Dạ. Rồi trước đó là đi làm cái gì cô? Dạ, đi phụ đậu. Rồi đi phụ đậu về rồi đi làm mướn cho ta, chạy xe á. Dạ, chạy xe tải á hả? Ờ, chạy xe tải, chở đồ vật liệu đồ chút. Dạ. Rồi bà bị tai nạn hả cô? Dạ, đi về rồi giao xe rồi về rồi bị tai nạn. À tai nạn xe máy á hả? Dạ xe máy. Dạ. À, anh bị tai nạn bao nhiêu năm rồi anh? 3 năm rồi. 3 năm rồi. À, bây giờ nó bị ảnh hưởng lên người hay sao cô? Bị chấn thương sọ não vậy nè. À vậy hả? Dạ trợ liệt luôn, có tay với chân luôn nữa. À, vậy anh thường ngồi về đó được không? Dạ ngồi về được. À. Ngồi vậy cho chú coi đi, ngồi vậy được. Có tay nó bị ấy luôn. Cái bị cái tay nào? Dạ, bị tay phải hả? Dạ, bị phải. Phải, phải, phải. Mắt phải. À mắt vẫn thấy đường luôn anh hả? Dạ, mắt không thấy gì hết. Ừ, có nghĩa là nó bị trong não mà nó ảnh hưởng một bên liệt từ trên xuống dưới luôn. Dạ. Bị liệt như vậy đó rồi. Dạ. Cái não nó bị phần mềm phần bên đây là bên một bên cánh tay phải. Dạ. Rồi ăn uống đồ có tự sinh hoạt được không cô? Dạ không, phải dắt đi. Vậy hả? Dạ. 32 tuổi rồi bây giờ cô phải chăm hai người bạn vậy đó ha. Dạ. Ừ. Rồi anh lập gia đình chưa? Anh có vợ chưa? Chưa. Chưa hả? Ừ. Ba bị tai biến vậy rồi đi bộ động về á. Dạ. Rồi về rồi bắt đầu nói thôi để từ từ cưới vợ. Rồi từ từ biết cái ba bị bệnh rồi không nghĩ tới vợ con gì hết á. Chỉ làm đứng mãi vậy thôi. Dạ. Rồi đi làm về cái chiều giao xe rồi trả xe cho người ta cái đi về cái trên đường về cái bị tai nạn. Dạ. Giờ giờ cái mình nói mà giờ thì chú đến giờ không biết cũng chắc có hỏi thăm cô được mấy người con tất cả. Dạ có thằng đó. Một mình anh dạ, này chứ hả? Ừ. Tưởng đâu được có người nhờ trụ cột chính để nhờ vả đó. Đó. Nhờ nó mà giờ nó nằm vậy á. Rồi khi lắm lúc thì ổng khỏe thì ai kêu đi dọn nhà cửa thì đi phụng vậy đó. Dạ. Chứ không có làm gì được hết. Đi sợ ổng ở nhà họ đó rồi ấy. Rồi có khi đi thì mượn đứa mấy đứa em ở gần á, múc cơm giùm cho ăn thôi. Lấy gì nước đồ giùm vậy. Em ruột á cô ha? Dạ em dạ. Ruột ở bên đây. Dạ. Cô đông anh em không? Dạ sao anh em được. Mà có chồng có vợ nó xa rồi đây còn ở gần đây hai người. Dạ. Dạ. Đất này là đất của ông bà hả cô? Dạ, hả? Của ba cho. Ba cho. Dạ. Dạ. Ừ. Rồi cũng ít nhất là cũng xây được cái nhà lên đỡ ha. Dạ cái nhà này ở bên vật liệu xây dựng ở trong nhà chủ xã quý ban chứ xuống á. Dạ. À, họ chở là họ làm cho giùm mở cái nhà giọt mưa hết đó. Vậy á hả? Dạ. Làm mà chưa thành cũng còn giọt mưa. Dạ. Dạ. Họ thương mình họ cho hay sao dạ, cô? Dạ họ thương họ giúp giùm á, họ dạ. Chở đồ về đây họ lợp lên giùm. Rồi nhà này là nhờ hai cái vách tường hoặc hai cái nhà hai bên. Dạ đúng rồi. Dạ, cái nhà này tường vách này đâu phải vách nhà mình. Không, mượn hai bên cái tường của. À, dạ đúng rồi, mượn hai vách nhà người ta xong rồi mình làm cái cột, hai cái cột. Hai cái cột lên đó rồi. Hai cái cột phải chống lên mà làm cái đường tôn đi lui thôi. Dạ.
rồi dựa thì họ xây cho cái bức tường để mà ngăn cách cái nhà để khỏi nhìn cho thẳng sâu trong nhà luôn. Dạ. Dạ. À, rồi cái này là kinh phí là người ta xây người ta cho hết luôn hả cô? Dạ, người ta xây người ta chở là người ta thấy không cái nhà lò dột mưa rồi cái người ta xây rồi người ta chở là người ta làm lên vậy chứ. Rồi làm bao nhiêu tiền thì mình cũng biết luôn người ta cho mà không, đúng không? Người ta cho cũng người ta nói như 20-30 triệu gì đó người ta cũng dạ. Dạ, mà người ta cho hết luôn. Dạ. Bên cửa hàng vật liệu xây dựng người ta cho. Dạ. Dạ. Rồi đồ đạc trong nhà thì tự mấy người họ ấy không có họ chở là họ cho này khi nọ người một chút vậy. Dạ. Bà con ở lâu sớm với ở chùa lâu lâu họ cũng chở là họ cho cũng chút gạo. Dạ. Dạ. Cũng là bà con đúng rồi chứ hoàn cảnh cũng khổ quá trời. Dạ. Không làm gì được. Rồi trước đó là chú đi làm cái gì vậy cô? Dạ chú đi làm cũng làm bậy bạ ai mướn gì làm nấy. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ là chú bị vậy nhưng mà vẫn nói chuyện được đúng không chú? Dạ, dạ. Vẫn nói chuyện được. Dạ. Dạ. Mà không đi được thôi. Chỉ có lần không đi được thôi. Dạ, không đi được. Rồi cái tay còn khỏe không chú? Không. Cái tay nó ngấy lên rồi. À, vậy là... À, mạnh có bên à? Dạ, à. Bên thôi. Con có bên mà cha cũng có bên vậy. Vậy kế đó là ngồi xe lăn là được đúng chú? Dạ, chú không có xe lăn nào. À vậy hả? Dạ. Nếu mà có xe lăn là ngồi được tại đường con thấy cũng ngon mà. Dạ mà không có xe lăn. Dạ. Đi xin nha cái bà con ở bữa ban nói chưa có đợt có xe lăn nói vậy á. Ừ. Rồi thôi để cho ổng nằm vậy luôn vậy. Xin xe lắc cũng được, xe mà lắc tay vậy nè. Dạ. Cái đó mấy người đó nói bà có tiền mua mới được. Đúng rồi, mua chiếc xe lắc kiến tường á cỡ 7 triệu mấy á. Dạ. Là mua để chú đi lại rồi lỡ đi bán thêm 50 tờ vé số còn đợi đần cho cô còn khỏe à. Dạ. Bớt à. Vừa ông cầu xin tàu Phật người nghe ông bà được cho cha con nó ấy mạnh khỏe chứ đi thằng nhỏ này đi được á. Dạ. Là cũng đỡ. Dạ. Một trong hai người đi rồi nhà đi lui đi tới bán vé số chứ còn nằm một chỗ gì đâu có nằm hoài đâu được. Dạ. Khổ quá trời rồi nó lên trên điện thoại Facebook á nó thấy chú á nó nói để xin chú Thảo chút tiền để cho con để mà lấy để cơm thuốc cho ba nữa. Dạ. Rồi cho gia đình mình nữa là có cơm gạo ăn mát. Nói rồi tụi con xin chú Thảo đi. Vậy là anh gọi cho con á hả? Dạ, nó gọi tới. Để nó con hỏi thăm coi. Rồi, sao anh biết em? Ừ, người ta cho số điện thoại. Dạ. À, người ta coi ở mạng á, người ta coi, người ta biết, người ta cho số. Cho số. Rồi anh gọi cho em mà anh mong muốn cái gì? À, giờ khổ quá, giờ cầu cứu thôi. Ngồi, anh ngồi dây được không? Đó, đúng rồi, anh nói chuyện đi. Dạ, anh cầu cứu sao? Anh nói đi. Còn cứu giúp đỡ có tiền mua gạo tốt này kia rồi. Dạ. Trị bệnh cho ba chút mấy giọng. Ừ, vậy không có trị cho anh hả? Ừ. Hả, có trị cho anh không? Có. À. Rồi trước đó anh đi làm để dành được bao nhiêu hết hả? Ừ, hết rồi. Bệnh nhân nạn cũng nhiều tiền lắm mà. Nhiều tiền hả? Rồi họ có đền cho mình không? Nhiều quá, đền gì. Người ta nghèo á hả? À. Người ta tông mình hay là mình tông người ta? Người ta qua đường ta động mình té xuống. À. Qua đường không có đèn. Dạ. Ban đêm hả anh? Dạ, ban đêm. Rồi họ có đèn cho được bao nhiêu triệu không? Nhiều quá anh đền thì không biết nữa. Ừ. Rồi anh chữa hết bao nhiêu anh có biết không? À, gần 500. 500 triệu hay là 500 nghìn? 500 triệu á. Ồ, dụ vậy á hả? Nằm bây giờ đẩy mấy tháng, về Củ Chi nằm mấy tháng nữa. Ờ, thôi giờ bây giờ giữ được cái tính mạng rồi thì cũng mừng rồi. Dạ. Dạ. Rồi giờ anh mong ước cái điều gì? Dạ. Anh nói đi. Giờ mong muốn bà con cứu giúp bà lại đi được anh. Bà con giúp cho mà đi được hả? Dạ. Đi được thì cái này mình từ bây giờ giúp cho mình miếng ăn trước đi. À, giúp miếng ăn dạ. Trước ha. Anh ăn ngày ăn nhiều không? Có một cỡ à. Sao vậy, ăn ít vậy? Ừ. Cỡ chiều. Ăn cỡ chiều thôi, về dạ. Sáng giờ chưa ăn gì hết à? Sáng một hộp bánh nước xong. Vậy là hai cỡ rồi. Phải cỡ sáng cỡ chiều nữa. Trướng ăn. Trướng ăn hả? Dạ. Không có gạo hay là không có thích ăn? Cho ốm bớt. À, cho nó ốm bớt. Dạ. Ờ. À, xuống được 25 kg rồi. À, trước đó là mập lắm hả? Mập đưa biển. Dạ. Mấy chai. Dạ. Là trước đó chắc phải hơn 100 kg quá. Ờ, dạ, đúng rồi. Dạ, giờ bây còn bao nhiêu? Giờ còn 90 mấy à. Ờ, rồi giờ không có dám ăn chứ không phải ăn. Xuống nữa. Ừ, đã xuống nữa. Thì thôi nhường cái phần đó đi cho ba ăn đi ha. Ừ. Tại vì ăn nhiều mập quá mà. Dạ. Ừ.
Rồi được, anh có đi tập vật lý trị liệu cho nó khỏe không? Hồi đó nằm cái rẫy đường quận 8 tập chế lý trị liệu mà không có tiền. Mà xong rồi về. Dạ. Rồi bây giờ là cứ chống gầy đi vậy thôi. Dạ. Rồi anh có đi bán vé số không? Không, không có. Đi không nổi mà. Đi xe lăn. Vậy là ở nhà mẹ nuôi hả? Dạ đúng rồi, xin hai cha con hai chiếc xe lăn đi bán với số người ngày 50 tờ thôi là đỡ đần rồi. Cái xe mà mình lấy cái tay mình lắc tới lắc lui vậy nè, mình còn một tay khỏe mà. Đúng rồi, chính xác, cái tay đó đó. Đó, mình lắc tới lắc lui là mình đi được. Đường mình thấy hồi nãy Thảo đi vô thấy đường ngon mà. Đường xá Thuận Tiền đi ra ngoài bán, ra đứng ngoài lồ bán. Bán 50 tờ thôi. Ngày kiếm 50 ngàn, cha 50, con 50 là để mẹ đi làm thêm nữa là cuộc sống gia đình là khấm khá rồi. Vậy Thảo xin cho chiếc xe lắc tay rồi có đi không? Đi bán vé số không? Có. Vậy ha. À, chứ giờ mà cho tiền thì cũng cho tạm thời ăn rồi cũng hết thôi, mai mốt người lại khó à. Xin cho chiếc xe để mà đi lắc mà đi. Đúng rồi. Vậy được không? Có mong muốn vậy không? Có. Đó, vậy hợp lý ha. Đi ra ngoài vui nữa, nhìn cái này cái kia nữa. Rồi biết đâu lỡ mà quen được cô nào có vợ sao? Con 3 năm mà con chưa đi đâu xa được hết. 3 năm chưa đi đâu xa hết. Dạ, thì giờ mình có xe thì mình đi ra ngoài á. Dạ. Ra ngoài ngắm đường phố nó đẹp lắm, mấy năm trời rồi mà anh chưa có ra thì xã hội nó thay đổi nhiều lắm. Đó. Biết đâu ra có cô nào thương thì chịu luôn sao, rước mình về luôn sao? Rồi ai thương kêu về ở rể có về không? Dạ dạ. Vậy thôi gắng xin cái chiếc xe lắc rồi đi bán vé số ha. Dạ. Dạ. Rồi chú sao chú nếu mà có xe lắc chú có đi bán vé số được không? Được. Dạ. Dạ. Đâu có, mưa thì mình thấy trời mưa thì mình vô nhà dân mình núp. Đó. Dạ. Đâu có ngồi trên xe mà đâu có liên quan gì xuống giò đâu cô. Vậy hả? À không, con biết là cái nào tùy gia đình mình à. Dạ. À dạ. Nếu mà đi bán với số được thì đợi đần cho dạ, cô chứ còn dạ. Không thôi. Con cho lo cho thằng nhỏ đi, ổng thì phải còn mong được rồi. Vì ổng yếu lắm. Thấy chú còn khỏe khoắn mà. Không nằm vậy thôi chứ không có ngầu dậy về chút xíu cũng nằm xuống nữa rồi vậy. Ừ. Yếu lắm. Nếu mà hai người mà đi bán được dạ, á thì được hai người, sức khỏe của ổng được bao nhiêu. Thì cô đi làm thêm việc nhà kiếm thêm tiền thì gia đình mới đợi đần được chứ còn dạ. Bây giờ anh đó có đi bán 50 tờ mà cô ở nhà chăm chú thì cũng bao nhiêu cho đủ. Thì ổng khỏe thì cũng phải đi giúp việc cho người ta vậy. Uh-huh. Rồi người ta kêu đi phụ dọn nhà cửa, quét dọn lau nhà vậy á, rồi phải cũng phải đi. Dạ. Bây giờ ở nhà thì có gửi ổng thì cái đầu đi giờ tới trưa tới về rồi. Rồi mỗi tháng có phải đi bệnh viện không cô? Có đi tái khám mà. À, đi khám ở đâu? Dạ, khám ở bên Củ Chi. Dạ. Mà gia đình chắc có bảo hiểm hết rồi phải không cô? Dạ có bảo hiểm. Bảo hiểm hộ nghèo không? Dạ không có hộ nghèo. Ừ. Sao gia đình mình về mất xin hộ nghèo? Không có hộ nghèo. Cũng lên ủy ban trình bày hoàn cảnh xin hộ nghèo để bảo hiểm đỡ tốn tiền á. Nó nói hồi đó tại thằng con còn đi làm được á. Thì tại hồi đó nhưng mà cô nói bị tai nạn 3 năm rồi mà. Ờ 3 năm mà hồi đó nó còn đi làm được á. Người ta không có cho hộ nghèo. Thì đúng rồi, hồi đi làm được thì không có hộ nghèo nhưng mà bây giờ bị tai nạn 3 năm rồi sao cô không đi xin á? Đi rồi cũng ấy rồi không có đi. Đi xin đi chứ, xin có cái bảo hiểm hộ nghèo để đi khám bệnh đỡ rồi có cái phần quà gì chuyển về địa phương thì cũng ưu tiên những cái hộ nghèo trước. Dạ. Dạ. Cô ơi, cho con hỏi thăm cô tên gì cô? Lê Thị Lách. Lê Thị Lánh hả cô? Lách hả? Dạ. Lê Thị Lách. À, cô Lách năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 60. Dạ, còn chú là tên gì cô? Chú là Trần Vân Úc. Trần Vân Úc. Dạ, Trần Vân Úc 62 tuổi. Dạ.
Rồi bây giờ là chú với anh con trai cô nằm vậy thì khi nào cô đi làm được mới có tiền. Dạ. Còn không thì thôi. Thì bữa nào có gạo thì nấu cơm, không có thì nấu cháo qua ngày vậy thôi. Không có gạo thì lấy đâu nấu cháo? Thì một chén thì cũng có nấu được bữa cháo rồi. Vậy bây giờ sao? Nấu cháo ăn cái gì cô? Nấu cháo có nước tương. Dạ. Dạ. Người ta cho hay húp vậy thôi. À, người ta cho. Ở chùa cho. Dạ. Nước tương ăn. Dạ. Dạ. Tường chùa cho nước tương với cho gạo. Cho gạo. Dạ. Dạ. Mới cho gạo với nước tương. Dạ. Ừ. Vậy là mình cứ đi xin gạo về ăn thôi. Ở chùa có thì người ta kêu lại cho phần quà. Dạ. Lại đó là trở về để ăn. Dạ. Tháng nào cũng có phần quà hả cô? Dạ, tháng nào cũng có cho gạo hết. Dạ. Rồi cho 10 cái gạo với lại nước tương với lại dầu ăn. Dạ. Thì cứ sống nhờ cái phần quà của chùa vậy thôi. Dạ. Rồi khi nào mà đi làm chút việc có thêm tiền thì mua thêm tí đồ ăn. Dạ, mua thêm tí đồ ăn cho ổng thôi. Còn dạ. Hai mẹ con nữa thì ăn rau bề bại nha các. Dạ vậy. Chứ giờ sao? Ổng làm được thì ăn nhín nhín. Ừ. Vậy là kể từ khi mà ảnh bị tai nạn là mấy năm nay là cuộc sống vẫn cứ như vậy thôi. Dạ cũng như vậy thôi, chưa biết làm sao bây giờ chứ. Dạ. Rồi cô có mong muốn có cái điều gì nó đổi thay cuộc sống gia đình mình không? Ví dụ anh đi bán vé số được, chú đi bán vé số được chẳng hạn thì cô đi giúp được việc nhà thì cuộc sống khá hơn á. Dạ thì nói gì cũng xin cầu mong bên vậy á. Giờ chưa đi được thì mới xin chú thôi. Dạ. Dạ chừng nào á là thằng cháu á, thằng em đi làm được, con đi làm được á thì đó là cuộc sống nó cũng hơn, cũng lo được cho ổng rồi. Dạ. Giờ cầu xin rồi. Vậy thì xin chiếc xe lắc ha. Dạ xin xe lắc với lại chú cho thêm chút tiền nữa đó. Cho để đi để bệnh cho ổng. Dạ. Có khi lúc không đi làm được á. Dạ. Cũng mua đồ ăn được cho ổng với thuốc. Thì cái này cũng tùy duyên cô nữa chứ không phải là con đâu có tiền đâu. Ừ, dạ. Dạ. Ừ. Dạ. Thì thấy cô cũng thật thà đó. Dạ. Nhờ biết sao vậy chú. Có sao nói vậy á. Dạ. Gia đình cô người ở quê cho nên là chất phát thì có sao nói vậy, mong muốn cái gì thì nói cái đó. Dạ. Mong muốn có ít tiền để mà sinh hoạt. Đó, có ít tiền để lo cho ổng thuốc men với múc với làm cho ổng mua cho ổng chút đồ ăn ổng ăn còn rau củ mua cho anh con trai ăn với. Con trai nó ăn rau được rồi. Vậy hả, mập dạ. Rồi hả? Thì không có thì bữa nào á thì người ta có cho cá khô á. Dạ. Thì là hai mẹ con á thì nướng ăn hai chiên ăn vậy thôi. Vậy anh cũng về ha. Dạ. Có gì ăn đó ha. Có gì ăn đó rồi bữa nào thì hãy mua cái hủ chao hủ tương gì đó. Dạ. Để dành vậy mẹ con ăn. Vậy cô ăn tương luôn hả? Ăn tương luôn. Ăn tương là ăn chay luôn á hả? Cô không có ăn chay nữa mà có gì ăn nấy. Có gì ăn nấy và dạ. Rau rắn tương dạ. Chao gì thì ăn đại. Dạ. Dạ. Còn bữa nào bà con ở gần đây á, họ coi ăn gì á thì không có gì ăn thì người ta mua tới cũng cho được ổng miếng thịt miếng cá gì á. Dạ. Cô người ta cho cái nhà mà người ta làm tráng cho cái nền vậy thôi chứ đâu có tráng láng được ha. Không tráng láng được. Dạ. Ngày này thấy cũng sạch rồi. Dạ. Dạ. Chứ giờ cầu xin thì người ta giúp được nhiêu mừng được nhiêu thôi. Dạ. Cảm ơn nhiều cũng giờ biết sao. Con thăm bên trong nhà cái dạ, nha dạ, cô. Dạ. Dạ. Đây con đi thăm hết cái nhà các. Cái tôn này chắc chưa nóng lắm à cô ơi. Dạ, cái tôn đó thiếu đi xin nữa chú. À cái phần sau này là thiếu hả? Bà dạ. Mình xin tôn cũ về mình lợp thêm. Dạ lợp thêm. Dạ cái tủ lạnh này còn xài được không cô? Dạ tủ lạnh đó bà con họ không thấy không có họ chở nhờ cho. Dạ. Dạ. Đó ăn sau chút thôi. Phúc Nam đó xin về cho chú uống hả cô? Dạ. Ôi giờ tôn này nó nóng dữ lắm á. Dạ, cái nhà này á là nhờ tựa vào hai cái vách của hai bên nhà của người ta nè. Và mình chỉ có xin mấy cái cột. Độ cột này là của cái chỗ vật liệu xây dựng người ta bán á. Đó người ta bán. À, người ta đem vô và người ta dạ. Ta dựng lên và người ta làm cho thành cái nhà và nhà, xây cho một ít bức tường gạch vậy đó. Phía trước cũng thêm ít nữa là thành xong cái nhà rồi đó. Anh nằm suốt ngày vậy luôn hả anh? Dạ lắm. Dạ con chạy chống gậy đi. À lát về là chống gậy đi. Dạ. 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 Nó chấm đi thì ở bên đây cái tay cô dắt nó xuống thì giữ. Dạ. Dắt quanh lên. Dạ. Ừ, nằm ở nhà suốt ngày vậy đó. Dạ. Không có đi đâu được. Dạ không đi đâu được. Dạ. Nó cũng hơi khó chịu nữa. Nó dạ. Không khó chịu. Ừ. Nói là má ơi con gái con đi được á, con đi làm má ơi.
nằm không giờ con cũng khó chịu quá. Dạ. Giờ biết sao bây giờ con ơi, ráng lên giờ sao giờ. Con ngồi đi con. Dạ. Mời Tuấn ngồi. Dạ được rồi, con ngồi đi. Thôi hôm nay con ghé con thăm gia đình á. Dạ. À thì có cái cô Diệu Hương ở bên Pháp á, dạ. Cô gửi tặng cho gia đình 2 triệu đồng. Dạ. Dạ, để có tiền mà mua đồ ăn cô ha. Dạ. Dạ. Đây, cô đợi con xíu đi. Rồi mấy bữa nay cô có đi chợ không? Không có tiền vẫn đi chợ luôn hả? Dạ, không có đi chợ đâu. Dạ. Dạ, không có chợ. Dạ. Ở đây họ cũng đem cái cá lại á. Dạ. Thì lúc đó thì họ không có tiền mua, họ cho con cá ăn vậy á. Vậy á hả? Dạ, không có mua, họ biết á, không có tiền không? Không có mua. Dạ. Dạ. Biết gia đình mình nghèo không có tiền á. Dạ, không có tiền, ít có mua đồ lắm, bà con hỏi ủa sao không đi mua đồ ăn cho chú. Nói là không có tiền, không có mua. Dạ. Bà rồi người ta cho luôn. Em thấy cô thật quá, cô có cái gì cô kể cái đó. À. Hoàn cảnh như vậy thì chú cũng khổ quá đâu. Phải mình cha không con đi làm luôn cũng được. Dạ. Hồi bây giờ con cũng làm vậy, chú cũng khổ quá đâu. Không có làm gì hết. À đấy cô ơi, hôm nay con ghé con thăm gia đình á. À, có cái số tiền 2 triệu đồng của cô Diều Hương ở bên Pháp á. Dạ, cô gửi tặng cho gia đình mình để có chút tiền trang trải trong cái lúc khó khăn này nha cô. Dạ. Dạ. Đây, con đưa cho cô nha cô. Dạ, 4 tờ, cô coi đủ 4 tờ không? 4, đủ chưa? Dạ. Dạ, 4 tờ là 2 triệu đồng nha cô. Không có gì hơn, tôi cũng cảm ơn bà con ở bên đó để giúp cho gia đình. Dạ, của cô Diệu Hương ở bên Pháp á. Dạ, cô Diệu Hương. Thôi tôi cũng cảm ơn bên cô Diệu Hương bên đó. Dạ. Để giúp hoàn cảnh gia đình tôi như vậy tôi cũng rất cảm ơn nhiều. Dạ. Sao nữa rồi, cảm ơn chú nhiều. Rồi cái này có đâu phải con đâu, của con đâu. Tận tình tới đây dạ. Để thăm hỏi gia đình. Rồi thì để con coi xin đâu có chiếc xe lắc rồi con xin cho cái anh Tí này anh đi có xe rồi anh đi bán với số. Dạ. Bán ngày 50 tờ thôi cũng được. Dạ. Kiếm thêm 50 ngàn để có tiền mà trang trải cuộc sống. Dạ. À, có thêm 50 ngàn thì mua mắm muối cũng đỡ. Có gạo rồi mua thêm mắm muối ăn chứ. Dạ. Dạ. Chứ bây giờ cô cũng đi làm cũng có tiền. Gia đình mình ăn mắm ăn muối khó khăn quá. Dạ. Rồi vậy anh Tí nha. Dạ. Xin cho anh chiếc xe ha. Dạ. Dạ. Rồi cô Diều Hương có tặng tiền đó anh cảm ơn cô đi. Dạ. Cảm ơn cô đi. Con cảm ơn cô Hương. Rồi được rồi. Để giúp đỡ cho gia đình con. Dạ được rồi đó anh. Rồi vậy thôi con chào cô ha. Dạ. Anh giữ tiền hả? Đưa tiền cho anh giữ hả? Cho mình. Rồi các cẩn thận nha. Dạ. Dạ. Rồi được rồi anh. Dạ. Con vừa muốn chiếc xe lắc càng sớm càng tốt. À vậy hả? Nói xin cho chiếc xe càng sớm càng tốt. Dạ. Rồi có đi được không? Lái có lái lần nào chưa? Tập. À sẽ tập ha. Dạ. Dạ. Mong muốn và mong mỏi quá xin cho chiếc xe càng sớm càng tốt. Xong rồi đi bán vé số. Dạ. Rồi dạ. Rồi thì em cố gắng.